chục ngàn một tiếng đồng hồ. Đó, để cho mọi người đi vòng quanh hồ Xuân Hương. Bây giờ là đây là vòng thủy tà. Đó, đang đạp điện đây. Nãy mình đi bộ từ cái nhà hàng trứng trắng, thấy cái trụ trứng trắng không, đi xuống qua tới này để đi đạp vịt luôn. Giờ mình đạp ngược lên đó, mình đạp vòng lên đây. Phía bên này là hai cái biểu tượng của Đà Lạt mới, thấy mọi người lên đây chụp hình quá trời luôn nè. Bông Atiso. Đó, một cái bông Atiso. Như đâu đi. Khoảng 10 năm mình mới quay lại đây nè. 10 năm thì có nhiều thay đổi, nhiều cái để nhiều view để chụp hình, nhiều cái khách sạn rồi quán cà phê rồi đó, rất là nhiều. Giờ đang hot là hai cái chỗ trung tâm đây nè. Ở phía dưới là chợ siêu thị Bixi, có rạp chiếu phim, lúc nào cũng đông náo nhiệt. Buổi chiều này là đông lắm, mọi người lên đây để chụp hình mà, để mình tới mình quay gần. Còn phía bên đây là quán cà phê rồi nhà văn hóa thanh niên, rồi xuống phía dưới kia nữa là vườn hoa Đà Lạt. Thì bên đây là mình đi hướng bên đây nữa là đi chợ đêm. Đi tận hưởng đặc biệt chứ. Thì sáng nay mới đi chụp hình là đi lên trên đồi á, lên trên đồi chụp hình mây rồi thật là đẹp. Rồi mình đi lên tới chỗ viện bảo tàng cũng chụp hình, rồi mình đi để mình coi đi đâu ta, đi Đại học Đà Lạt hay cái đẳng Đà Lạt gì đó, chợ ăn cà phê đó, cà phê mình cũng có quay cho mấy bạn xem rồi đó. Bây giờ mình đi bộ đi đạp vịt đó, đi theo mấy bạn thấy không, thấy chưa, thấy hơi không vui một trời này. Bạn mình thích đi tập thể dục nhiều hơn và đi bộ gần chết. Giờ phải đạp vịt nè. Đạp đã rồi tối giờ ngủ xuống ha. Thì ngày mai mình xuống lại Nha Trang rồi. Thì hy vọng sẽ quay cho mọi người biết nhiều thứ. Cũng nhiều người ở đây biết rồi, nhưng mà nhiều khi mình sẽ update nhiều thứ hay đó. Bây giờ mình sẽ tới. Trời ơi, bữa hôm qua mình đi buổi chiều tối nha, mưa mà ở chỗ này cũng rất là đông. Chụp hình tùm lum. Đây cũng vui, cũng mát mẻ. Giờ là mùa hè hạ xuống này, nóng cũng không có. Đây để mình coi,
xô. Đây cũng không thấy rõ lắm ha. Vậy thôi nha, bây giờ chuẩn bị đập thịt đây. Mệt quá rồi. Bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thì bây giờ về đạp vịt, thì để một tiếng hồ đạp đuối. Bye bye.